shop Ngô Bà Thuận. Xin chào tất cả các anh chị, thì hôm nay em sẽ giới thiệu về dòng bao quả lê 1 mét của bên em. Dòng này bên em phổ biến nhất là cho các phòng tập chuyên về boxing hoặc là may thái. Cái này là chiều dài của bao là 1 mét. Đối với dòng bao này, bên em thường thì khách sẽ ưa chuộng về dòng bao dây xích hơn. Đây là dây xích của bên em cực kỳ dày luôn và chắc chắn. Và đối với dòng bao này là bên em thường thì khách sẽ chuộng đối với dòng may 2 lớp, nên hôm nay em sẽ giới thiệu về dòng 2 lớp của bên em ạ. Bao được may từ 2 lớp da. Các anh chị có thể nhìn thấy 2 lớp da của bao. Và có thể nhìn thấy mặt ngoài, mặt da phía bên ngoài ạ. Vì cái này là bên em có xưởng may nên thành ra bên em sẽ nhận gia công theo yêu cầu. Ví dụ như là về logo hoặc là màu sắc, bên em có thể phối các màu khác nhau. Thì phổ biến nhất là bên em sẽ phối các màu, ví dụ đen vàng hoặc là đen đỏ, đen đen. Này là tùy các anh chị có nhu cầu như thế nào thì liên hệ trực tiếp với bên em. Nếu mà mọi người muốn có một cái bao mang cái màu sắc riêng của mình. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu về phía bên trong của bao ạ. Thì cũng giống như các dòng bao khác của bên em, tất cả các dòng bao đều được may dây chằng đầy đủ. Cái này giúp cho mình trợ lực nhiều thêm khi mà mình nhồi bao nặng. Với lại giúp cho cái form bao sẽ đẹp hơn khi mà nhồi bao. Đối với các anh chị mà mua bao nhồi sẵn thì em không nói tới, nhưng mà các anh chị nếu mà mua về tự nhồi á, để mình giảm được cái chi phí vận chuyển hoặc là cái giá thành của cái bao, thì mình mua vỏ bao thì em cũng giới thiệu qua là bao thì tất cả các bao đều sẽ có nắp như thế này. Mình sẽ sau khi nhồi xong mình sẽ có một cái dây kéo để mình kéo cái phần khóa ở trên nắp lại sau khi hoàn thiện. Hiện tại thì bên em đang có cái chương trình là tất cả các dòng bao bên em, nếu mà khách hàng mua vỏ bao bên em sẽ tặng thêm là cái xốp để mình lót bên trong. Rồi tiếp đến em sẽ quay đến phần đáy bao. Tất cả các bao đáy đều có may cái dây chằng chữ thập này nha. Cái này giúp cho cái đáy bao được thẳng hơn khi mà mình nhồi, nó không có bị thẳm xuống. Thì đối với dòng bao này, bình thường bên em sẽ nhồi chất liệu là vải vụn là phổ biến nhất. Thì shop em nhồi cho các phòng tập thì sẽ nhồi vải vụn, hoặc là khách hàng mua thì bên em sẽ nhồi vải vụn. Còn nếu mà khách hàng không có vải vụn thì mọi người có thể nhồi bằng chất liệu khác. Nhưng mà em nghĩ là mọi người nếu mà có thể thì nên nhồi vải vụn ạ. Thì riêng đối với cái bao này mình nhồi vải thôi, và sau khi nhồi xong á, bên em thường công thì nó sẽ dao động khoảng 65 kg. Nhiều khi nếu nhồi chặt cũng có thể lên đến 70 kg. Dòng bao này rất là nặng ạ, và nó phù hợp để mình dùng nhiều đòn khác nhau nên rất là được ưa chuộng. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi.